YG, Dragon hiện không phải nghệ sĩ công ty, rất khó phản hồi, một quan chức của EJ phản hồi rằng đang xác nhận. Thế nhưng, không lâu sau, phía EJ đưa ra quan điểm chính thức về bê bối của G Dragon đã đồng thời khẳng định luôn tình trạng hợp đồng hiện tại. Cụ thể, EJ Entertainment tuyên bố với Sport Newser, thật khó để trả lời chính thức vì anh ấy hiện không phải là nghệ sĩ trực thuộc công ty chúng tôi. Theo đó, G Dragon đã không còn liên hệ với công ty quản lý cũ. Trước đó, EJ từng xác nhận việc hết hợp đồng độc quyền với G Dragon vào tháng 5 năm 2023 nhưng vẫn quản lý một số hoạt động quảng cáo gần đây thông tin G-Dragon rời công ty hợp tác với UN rơi cốt trầm trang nhưng y không lên tiếng động thái này như dấu chấm hết quan hệ với thủ lĩnh Big Bang. tháng 1 năm 2023 G-Dragon thông báo album mới sau 6 năm đang được chuẩn bị dự án G Division đến hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin nhưng fan đều rất háo hức chờ đến ngày được nghe nhạc mới của nam thần tượng bề bối chất cấm xảy ra sẽ rất khó để việc này thành hiện thực album mới của g có khả năng bị hoãn vô thời hạn trong quá khứ trưởng nhóm Big Bang từng bị phạt cảnh cáo vì hút cần sa tại Nhật Bản mặc dù có kết quả dương tính khi xét nghiệm chất kích thích nhưng G Dragon không bị khởi tố vì lượng cần sa khá ít và do người khác cung cấp. G Dragon sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ hàng đầu với tầm ảnh hưởng không chỉ ở làng giải trí Hàn Quốc mà còn trên toàn cầu. Năm ca sĩ được biết đến với tài năng sáng tác và hát, ngoài ra, anh còn được xem là ông hoàng thời trang với phong cách độc đáo và bất kỳ những gì anh khoác lên người đều nhanh chóng trở thành trào lưu.